Chúng ta đang đi du xuân cùng với nhóm của chúng tôi. Đây là các kiểu nữ đang pose hình. Mà đeo giày giống anh rồi. Eo ơi. Cái cua này to rồi, cái cua này to rồi. Missy Hường đang pose. Mimi, what's up? Đây là anh nghệ sĩ bạo lực. Sau 15 phút đi bộ, chú đã thấy da mặt của Mi và Hường đã trở nên rất là dày. Công nhận. Và hai chị là không bằng ngại bất kể cái gì lao như Mi nói là bằng anh Jin. Vâng, anh Jin đây chúng ta. Đấy ra đâu có dày không? À, mỏng này, đấy mới dày à. Rất vui khi được trở về Hải Phòng chúng ta. Bắt đầu. Cảnh du xuân. Và xuất hiện một chàng trai rất đẹp trai. Đó, các bạn, tôi đang đi Camera. Các bạn có thể thấy model